Chào anh em mình luôn ha. Hôm nay cũng xin phép lên video và trả hàng cho anh em chiến hữu khách VIP bên em nha anh em. Thì anh em này đã đặt hàng và đã chung là và đã bơm tiền đủ luôn ha. Thì đây thì cũng lên cấu hình quả pin cho anh ha. Thì được tích hợp với cái hộp chống nước như thế này nha anh em. Có đồng hồ đây ha. Hộp chống nước hoàn toàn cho anh em luôn. Nó được tặng kèm cục sạc loại tốt cho anh em luôn nha, loại to nha. Thì đối với cái khói pin này á là được tích hợp với là 40 viên pin dòng pin là thông dụng thị trường ha, 33140 đó. Pin có chọn lọc và mạch đường dây các thứ là có làm tỉ mỉ chọn lọc cho anh em luôn ha. Thì ở đây thiết kế cho anh em mình là có bốn mạch BMS tích hợp cân bằng chủ động chung luôn ha. Thì đây thì cái một mỗi mạch này là 120A và mà tích hợp với một mạch cân bằng chủ động là 5,5A. Thì tính ra thì mạch này được 480A nha anh em, cân bằng chủ động là hơn 20A ha. Đó thì chất lượng cho anh em mình. Đây bên đây được hàng đồng lá ha, đồng đỏ nha anh em. Các tỉ mỉ cho anh em mình đi ha. Thì bên em thì nói chung là không hứa với anh em mình là cung cấp với cái sản phẩm rẻ nhất cho anh em ha, nhưng mà em cam kết với anh em mình cung cấp với sản phẩm cho anh em mình là với phương châm là tiền nào thì cổ đó ha. Thì sản phẩm thì xứng đáng với đồng tiền bát gạo anh em bỏ ra. Rồi anh em nào có quý cứ liên lạc trực tiếp bên em ha. Số giúp lào anh em là 0867734979 nha nè. Rồi xin trân trọng kính chào anh em luôn ha. Thì em chuẩn bị cái này thì đã hoàn thiện rồi, mình chuẩn bị đóng gói vô quên đóng cái vô hộp nữa là ok nha nè. Hộp chống nước đàng hoàng có ron cho anh em luôn ha. Cọc đồng to cho anh em mình luôn nha. Rồi tạm biệt anh em mình nha.